chán chơi đánh bóng truyền bằng tay, các cầu thủ thử thách với băng ghế gỗ. Mới đây, một nhóm thanh niên vì muốn rèn luyện thể thao nâng cao cơ bụng đã rủ nhau ra sân đánh vài trận bóng chuyền. Tuy nhiên, để đánh bóng chuyền bằng tay thì lại quá bình thường, thế nên các cầu thủ đã lập kèo với nhau bằng một cách chơi độc lạ, khiến dân mạng khi xem không nhịn nổi cười. Vô! Qua luôn! Qua luôn nó mới mệt! Cụ thể, sau khi chốt kèo ai thua sẽ phải khao cả đội uống nước thì đã có 3 tuyển thủ tham gia thi đấu. Với bên một người thì sẽ chơi bằng cách truyền thống, bên còn lại sẽ sử dụng một chiếc băng ghế gỗ để hỗ trợ đỡ và tâng bóng. Tưởng chừng như hai thanh niên cầm ghế sẽ khó mà chiến thắng, bởi độ khó bây giờ không chỉ dựa vào kỹ thuật mà cần phải có sự phối hợp ăn ý giữa hai bên với nhau. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi phút cuối cả hai đã dẫn trước chiến thắng với tỷ số 1-0, khiến khán giả bên ngoài không khỏi thích thú mà họ reo vô cùng nhiệt tình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.